năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác điều tra xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đây là mục tiêu trong kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân công lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các thủ đoạn gian lận về giá, đo lường, chất lượng, xuất xứ, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ. Trong năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn lĩnh vực quản lý. Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, tránh trùng lập nhưng cũng không bỏ qua kẽ hở, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa trên địa bàn.